lưu lại cất đi để sau này còn dùng. Vị trí này trên cửa xe dùng để điều chỉnh gương hậu sau, và chữ bé này lần lượt đại diện cho điều chỉnh gương sau, đưa về vị trí bình thường, điều chỉnh gương sau bên phải. Biểu tượng kết đoạn này là chức năng sưởi gương hậu sau. Biểu tượng mũi tên là gập gương hậu sau. Bốn nút bấm cửa xe phía sau dùng để điều chỉnh cửa kính. Nút có dấu X là để khóa cửa kính bốn cửa. Ở vị trí trên tay lái là chức năng duy trì tốc độ, chỉ báo là nút bật tắt duy trì tốc độ, Z là thiết lập tốc độ duy trì, các nút cộng trừ là điều chỉnh tốc độ duy trì, nhấn yêu để hủy chế độ duy trì, nhấn lại để khôi phục chế độ duy trì. Ở trên cần đèn pha là để tắt đèn chiếu sáng. Vị trí auto là đèn pha tự động. Biểu tượng mặt bèo là đèn xi nhan. Vị trí trái là đèn pha gần, đèn bù trước và đèn bù sau. Gần đèn pha kéo ra là để bật đèn pha xa, đẩy lên là để chuyển đổi giữa đèn pha xa và gần. Đẩy lên là đèn xi nhan phải, đẩy xuống là đèn xi nhan trái. Kéo cần gạt nước là để phun nước kính và hoạt động gạt nước. Nhấn xuống là để gạt một lần, kéo lên một lần là chế độ gạt chậm, kéo lên hai lần là chế độ gạt trung bình, kéo lên ba lần là chế độ gạt nhanh. Nhấn xuống ba lần để tắt gạt nước. Trước bi là phanh tay điện tử, dùng khi động xe lâu dài. Ở phía sau cần đèn pha là phanh tự động. Sau khi bật, khi đèn đỏ thì phanh tay sẽ tự động kích hoạt, cũng có thể ngăn xe lăn lên xuống dốc. Chữ up là tắt chế độ tự động tắt động cơ. Ở khu vực điều hòa xe, chỗ này là để làm sạch kính trước, đây là chức năng sưởi kính sau, đây là nút điều chỉnh hướng gió điều hòa, đây là chức năng lọc không khí. Biểu tượng xe nhỏ là chế độ tuần hoàn không khí trong và ngoài xe. AC là chế độ làm lạnh điều hòa. Vị trí auto là chế độ điều hòa tự động. Khi mùa hè bật điều hòa cần bật chế độ AC, sau đó bật tuần hoàn không khí nội thất, như vậy không gian trong xe sẽ mát hơn. Và mùa đông khi bật điều hòa cần tắt chế độ AC, sau đó bật tuần hoàn không khí ngoại thất, như vậy không khí trong xe sẽ